Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng hôm nay đã chủ trì buổi làm việc với đơn vị tư vấn là Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải TD và các sở ngành địa phương liên quan về tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo TD, hơn 21.000 tỷ đồng xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh là tổng mức đầu tư dự kiến đối với phương án được đề xuất là xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 4 làn cao tốc hạn chế và thực hiện giải phóng mặt bằng với quy mô mặt cắt 74,5 m. Cũng tại buổi làm việc này, đơn vị tư vấn cũng đưa ra các phương án đề xuất đối với hai vị trí cần có sự điều chỉnh về quy mô, hướng tuyến thuộc dự án gồm vị trí tại nút giao với quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Trảng Bom và vị trí đi theo đường hương lộ 10. Việc đề xuất các phương án nhằm để các cơ quan chức năng của tỉnh lựa chọn phương án tối ưu nhằm giảm tốc mức đầu tư cũng như giảm số hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Theo quy hoạch, đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 197 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 45 km. Dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan và địa phương của tỉnh phân tích ưu nhược điểm của các phương án điều chỉnh hai vị trí thuộc dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh để có đề xuất phù hợp. Về quy mô, Đồng Nai ưu tiên phương án phân kỳ đầu tư với quy mô ban đầu là 4 làn cao tốc hoàn chỉnh. Đồng thời phương án giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện là thu hồi đủ theo quy hoạch với quy mô mặt cắt ngang 121 m. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn cần rà soát hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo đúng các quy định đối với hình thức đầu tư PPP.